ngày cưới chị về thì mẹ chồng chị đã đặt mua một chiếc chiếu hoa rất là đẹp, có chữ phúc ở đó, và trải trên giường, và một chiếc màn tuyên và gắn những bông hồng. Thì cái hình ảnh đấy thì vẫn được chụp ở trong cái ảnh cưới của chị. Theo như em được biết thì cái chiếu trong gia đình nó sẽ là một loại thêu kiểu khác, cái chiếu ở làng khác, ở ngoài đình khác. Thì mỗi cái chiếu đấy ngoài việc là cái khổ chiếu thì các loại hoa văn nó cũng khác nhau. Trong lịch sử thì chúng ta biết rằng có những người nghèo cũng đã phải quấn chiếu vào người, tức là để cắt những cái chiếu đấy thành hình đúng những rồi. Cái cố hoặc hình chiếc những chiếu cái quầy thì có nhiều quấn nhiều đi. Ý nghĩa lắm. Thì em nhớ nhất là ngày xưa đi ăn cỗ là mình hay phải đi mượn chiếu này, mượn mâm này để đem về, là bao nhiêu cái chiếu tức là sẽ có bấy nhiêu mâm cỗ. Rồi thì em nhớ ngày xưa các cụ mua chiếu là còn phải chọn những cái vùng mới mua. Ngoài Bắc mình nổi tiếng là chiếu như là chiếu gì nhỉ? Nga Sơn. Chiếu Nga Sơn. Thái Bình. Ở Thái Bình nó có cái bài hát mà về Thái Bình mà có cái câu là anh qua con sông sâu đã bắc cầu đưa em về đồng cõi. Anh thương em anh nói anh dệt đôi chiếu hoa cho em trải giữa nhà. Mời thầy mẹ sang chơi để anh thưa. Đấy, để thưa chuyện đấy. Cái thời của chúng tôi nhớ ngày xưa, những đôi mà cưới nhau ấy phải đi ra phường để đăng ký kết hôn. Có cái phiếu đăng ký kết hôn đó thì được mua một đôi chiếu để nằm. Đấy, mà khi về trải cho cái đôi đó phải kén người trải chiếu cho đêm tân hôn đó. Người đó phải khỏe mạnh nè, đủ cả ông cả bà nè, đủ cả con trai con gái nè, để lấy cái phước lành để trải chiếu cho cái đôi vợ chồng trẻ đó. Và sau này khi mà những cái đôi đó có con ấy, cái chỗ chiếu mà cứ để con nằm ấy thì nó hay tè dầm, ngày xưa gì có bỉm, cái chỗ nó thâm ấy, thì các bà mẹ lại phải ưu tiên lại xoay đổi lại chiếu để cho các bà mẹ lại nằm chỗ ướt chỗ chiếu, mà chỗ khô lại để cho con nằm. Đó là đúng một cái đấy. Kỷ niệm, một cái thời chúng tôi nhớ mãi, rồi nhìn thấy chiếu lại nhớ đến chuyện ngày xưa của những đôi mới cưới nhau, được đôi chiếu là mừng lắm, sung sướng lắm. Vâng. Nhắc tới cái việc mà giặt chiếu á, em nhớ ngày nhỏ cứ định kỳ khoảng một nửa tháng hay tháng là mẹ sai em đi giặt chiếu. Mà cái chiếu thì người ta dợt theo cái sớ của cái lát á, mà em thì con nít lúc đó làm biếng á, giặt xong rồi em nắm em bẻ làm đôi cái em giặt. Em giặt nó gãy sớ hết trơn thì không, mình phơi cái nó thun lại. Mỗi lần mà giặt chiếu là mẹ cho ăn đòn no luôn. Tóm lại là thực ra là chỉ phá thôi đúng không? Mỗi lần giặt chiếu là thay chiếu mới. Làm hỏng luôn rất là nhiều cái chiếu đúng không? À, chị nghe mọi người nói chuyện rất là say sưa, bởi vì thực ra là chiếc chiếu không chỉ là kỷ niệm đâu. Ngày cưới chị về thì mẹ chồng chị đã đặt mua một chiếc chiếu hoa rất là đẹp, có chữ phúc ở đó, và trải trên giường, và một chiếc màn tuyên và gắn những bông hồng. Thì cái hình ảnh đấy thì vẫn được chụp ở trong cái ảnh cưới của chị. Và chiếc chiếu thì không phải là lúc nào cái chiếu cũng ngay lập tức mang đi giặt được. Chỉ có nhà ở gần sông hoặc là gần hồ thì giặt dễ. Còn bao cấp thì mà để mà xếp hàng xong là đi giặt cái chiếu cũng không có đơn giản. Và cái mùi chiếu thì mình không bao giờ mình có thể quên được. Bởi vì cái mùi cói, cái chiếu mà dùng càng lâu ấy, mà mình giữ cẩn thận ấy, thì là cái mùi cói nó sẽ rất là thơm, và mình giặt thì nó càng giặt nó càng mềm. Giặt chứ không phải vắt như này đâu. Phía trên này em có một kỷ niệm rất vui với nó, là thời tụi em còn nhỏ thì thường hay trải cái chiếu đó. Và thường cái công dụng mà của ba mẹ hay đặt cho các bạn gái là khi mình xỏ tay á, xỏ xong rồi, cái thời kỳ mà đứt chỉ xong rồi lấy cái bộ chiếu đó chiếu vào, đeo vào lỗ tai và đeo tới lớn luôn. Thậm chí là em nhớ là em đeo tận năm em học đại học là năm 2003 thì vẫn còn đeo cái này. Đúng là một kỷ niệm. Cảm ơn bạn. Khi mà chúng ta thấy một chiếc chiếu thành phẩm rất là đẹp, nhưng mà cái quá trình để mà làm nên một cái chiếu ấy thì rất là khó, nhiều công đoạn. Chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là những công đoạn để làm nên một chiếc chiếu nó sẽ như nào. Mời các anh các chị. Vâng, chúng ta sẽ cùng xem là họ sẽ làm nên những chiếc chiếu như thế nào. Vâng, xin chào khán giả của chương trình Ký ức vui vẻ. Mình là Nguyễn Văn Hoàng, mình đến từ quê hương Bến Tre. Thì mình cũng xin giới thiệu sơ về cái nghề làm chiếu lát của ông bà mình ngày xưa giờ. Phía bên tay phải là có cái máy để chẻ lát, đó là lát tươi. Lát tươi được mình cắt từ ở ruộng đem về, rồi mình qua công đoạn chẻ xong rồi mình phơi phơi rồi mình cột bún lại
rồi khô rồi mình mới đem qua đây mình mắc và bắt đầu mình dệt ạ. Mà cái công đoạn cực nhất á, đó là công đoạn chẻ và phơi. Ngày xưa là đâu có cái máy chẻ này. Để mà chẻ được lát đó là cũng là đi dần công. Ví dụ nhà của em thì có 2 vợ chồng, nhà anh Tự Long cũng có 2 vợ chồng anh Tự Long. Khi anh Tự Long phát lát thì 2 vợ chồng em sẽ qua phụ chẻ lát với anh Tự Long. Thì vợ em sẽ là người mứt lát, em sẽ là người chẻ lát. Là đi một cặp mình gọi là dần công đó, đúng không anh? Đúng rồi, dần công, đúng rồi. Và để làm được một cái chiếc chiếu thành phẩm thì mình mất khoảng bao lâu anh? Mỗi một chiếc chiếu mình làm khoảng 2 tiếng. 2 đó tiếng? Đúng rồi. Một ngày thì anh chị có thể làm được khoảng bao nhiêu chiếc chiếu? 6 chiếc, đã nói là 3 đôi. 3 đôi chiếu. Các đội thấy cái quá trình làm này thì thấy có vẻ nếu mà cho mình bây giờ mà thực hiện thì có làm được không? Được ạ. Khó lắm. Anh chị làm 2 tiếng còn mình làm 2 ngày. Việc của chúng ta bây giờ sẽ là được nhận một bó cói. Và mỗi một đội có 2 phút để xem là đội nào của chúng ta sẽ làm được nhiều hơn. Đội thập niên 70 xin mời 2 phút. Cố lên, cố lên. Xuất sắc. Kéo cái này lên, được chưa? Rút cái cây ra đi, rút cái cây ra chị. Rút ra đi. Rồi chị bên đỉnh, chị quấn đi à. Em phụ luôn. Rồi nha, ấp xuống nha. Chưa nghe, dạt vô mới ấp. Chị dạt vô để đi. Kéo đứng nha. Một cọng à. Rồi, được một cọng. Ấp tay lát mình hãy cùng bắt rút luôn. Cho nó dính luôn. Giỏi quá. Rồi, rút cây chùi. Rồi, dập. 5, 4, 3, 2, 1, phập luôn vào. Yeah. Rồi. Thông báo. Ba sợi. Hết giờ. Nào, tính giờ đi. Bắt đầu. Thập niên 80. Đè cái đầu xuống. Sai rồi. Đúng rồi. Rồi, dập. Hay quá, một sợi rồi. Rồi. Bảy sợi đúng không? Bảy sợi. Mình quá giỏi. Và thời gian cho đội thập niên 90 bắt đầu. Rồi. Có hại người từ nãy giờ. Rồi, buông đi. Nè, cái này nè. Chắc lắm. Sao nắm sợi dây đúng rồi luôn vậy? Anh xuất ra luôn rồi, Vinh ơi. Rút. Hai. Dập vô. Rồi, ba. Rồi, ba cộng à. Ráng lên cầm quý. Để em mà lấy. Cái gì mà dập vô vậy? Bây giờ xin mời đội thập niên 2000. Học vô. Ôi. Bình tĩnh. Yên tâm. Ông cho kỹ lại. Đung tay quá rồi kìa. Bình tĩnh, ít nhất phải được một cái chứ. Rồi, bảy rồi. Lấy một cộng là uy tín rồi. Rồi, vô. Một cộng à. Hai cái thôi. Năm cái hai. Hai. Rồi. Hai sợi rồi. Qua rồi. Không được. Chưa gặp. Thời gian cho đội 2010 bắt đầu. Rồi. Được. Lấy. Ê, khoan. Được rồi. Xong chưa các bác ơi? Dập. 3 cộng à. Thôi bốn rồi. Dết. Anh thấy các đội chơi của chương trình thực hiện thế nào ạ? Nói chung thì đầu tiên thì cảm ơn sự nỗ lực của tất cả các đội. Trong đó đặc biệt là anh Tự Long xuất sắc giành giải nhất với bởi sợi chiếu được.